Doãn Cao Kỳ và anh Trần Anh Thông thì nó diệt Nga cách đây hơn trăm mấy cái mấy, nó vùi cái cốt ở sát bờ sông. Hôm sau gia đình không biết đi đâu, không hai trời mưa nó mới giọt cốt đi, lò sót lên người ta mới báo. Trong khi đó tay chân bị tró, mà mặt mà thì bị đánh bầm cả. Có lẽ là chết trước khi châu, người trước khi là nó châu. Và còn hàng trăm hàng ngàn cái trường hợp thảm sát khác. Ví dụ cán bộ mình bắt được nó sắp hòn nó bắn, thì ở đây không tiện nói, nhưng mà có bốn du kích ở cũng anh em cùng tuổi đây. Nó khui hầm bí mật, nó bắt lên xong rồi nó dí súng từng người một, bắn người thứ nhất, ba người sau chứng kiến, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, anh Đinh, anh Thớ, anh Lệ và chị Bảy, tức là trong đó có một nữ 3 năm. Và cái người bán đó cũng sau 1 năm thì anh em mình cũng bằng mọi cách thì cũng tiêu diệt lại, và cũng bắn nốt luôn, sợ sống lại mà đã chết rồi mà lại vẫn còn phanh thai là bắn từ dưới, bắn rượt lại, bắn được mà phải rửa hàng cho đồng chí mình lòng liền lòng được. Và tôi nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: máu kêu trả máu, đầu vàng trả đầu. Đây là một cái cuộc chiến mà khi kết thúc chắc rằng ít ai có thể nghĩ có một cái kết quả bình yên như bây giờ. Chuyện xưa đã khép lại, và bây giờ thì tôi rất là muốn các anh cho biết trong cuộc sống hiện tại thì những cái mối thù đó từ ngày xưa cha anh và chính bản thân các anh nữa, đến bây giờ thì ở Quế Sơn mình đã hóa giải nó như thế nào? Tôi xin cái ý kiến này. Thế là tôi cũng vừa bổ sung thêm cái ý kiến của anh Vinh đó. Dạ. Tức là sau khi ký kết hiệp định V54, tức là một số cán bộ đảng viên của miền Nam và bộ đội được tập kết ra Bắc, được đưa ra Bắc, và một số ở lại miền Nam tiếp tục hoạt động trong một cái chế độ cộng sản. Thì nói chung là chị có hỏi rằng là trong cái thời kỳ của Mỹ diện đó, nó toàn sót cán bộ đảng viên mình như thế nào, mà có những cái câu hỏi mà đâm ra là tôi cũng mới nghe và hầu như tôi cũng ngỡ ngàng. Tức là chế độ diệm hồi đó đó, tức là nhân văn và đem lại cuộc sống ấm no cho dân tộc Việt Nam. Thì tôi hay ngỡ ngàng một cái câu đó mà tôi cũng chưa biết xuất phát từ đâu, mà hôm nay tôi mới nghe được thì tôi thấy là hơi ngỡ ngàng. Quan điểm mà tôi nhìn nhận một cách mà thấu đó, gì tốt một cái là không cho đế quốc đô hộ dân tộc Việt Nam, nhưng cái bản chất của hắn là quốc dân đảng, tần sắc đảng cộng sản, tức là hai đảng này một bên cầu một bên mắt. Tôi nói một cái ý mà trong một cái thời kỳ 554 thì nó mang một cái tính cách là khốc liệt là như vậy. Từ đó những anh tập kết ra Bác á, gia đình và những người hoạt động ở trong này là như thế nào? Trước tiên là tôi nói về những gia đình có con tập kết ra Bác. Như anh Bạch Bính này là có người thân đây, là tôi nói tôi là không có người thân, mà tôi chỉ chứng kiến cái đó một cách là hết sức là toàn diện trong những năm đó. Bởi vì trong những năm đó những gia đình mà liên quan cộng sản hết sức khổ, ăn không no, ngủ không yên, ngày đêm nơm nớp lo sợ bị tiêu diệt. Tôi nói rõ là một nhà có khi là nó bát lên trên cơ quan của hồi nãy là của xã đó, là cơ quan xã là diện đó, nó tra tấn những gia đình liên quan rất là dữ, chứ không phải là không đâu. Nó đánh hồi đó là chưa đổ xà phòng, chưa cho điện, nhưng nó đánh một cách hết sức tầm với những thằng là đại diện, những thằng cảnh sát là nó đánh không thể mà nói được cái việc đó. Nên những gia đình đó đều ngậm đắng nuốt ca bảo vệ cái danh dự của gia đình, không bao giờ xa bỏ. Chúng thấy rằng cái việc mà tra tấn gia đình không kết quả, chúng chuyển sang một cái luận điệu là tuyên truyền, tức là chồng đi tập kết, vợ ở nhà thì nó đưa những anh thông bố, đưa những anh đó để trò trộn vô gai một cái ốc, cái tình cảm để lôi cuốn cái gia đình đó đi theo một con đường kia, nó hết rất là nguy hiểm. Nên và vợ con
các gia đình đó đều bị tâm lý chiến đưa vào để mà lôi cuốn về với gia đình. Nên có những người đó là rất đa lạc khi chúng thực hiện những cái hành vi vô cùng tàn bạo đối với những người phụ nữ trong những đêm ván thân cô. Nên những cái vấn đề đó chắc có lẽ rằng là hôm nay tôi nói thì các anh các chị mới nhìn nhận được, chứ tôi cũng ở gần một gia đình của bà Đồ, tức là con nha, vợ có trời mà mẹ có Việt Hồng này, tức là rất khổ, nhiều đối tượng đấy, đại diện này, ấp trưởng này, những cái lo cò đấy để mà lôi cuốn và dùng những hành động cơ bản đối với những gia đình đó. Thì tôi thấy rằng cái việc đó, cái âm mưu của kẻ địch không bao giờ từ bỏ những cái vấn đề đó đối với những người mà có truyền thống cách mạng, những người mà theo chú đường lối của cộng sản, tức là vô sản để mà về giải phóng dân tộc. Thì chung quy ở xã này dân 42 hộ có con đi tập kết thì hầu như cho mẹ vợ con đều lâm vào hoàn cảnh ấy, kể cả thầy và mẹ của anh Bảy Bính này cũng bị bác đi uống chính thở ngọt cái con sợ. Nhưng những cái đó thì thầy hồi đó là thử thực ấy, là ông về trình độ, về chữ nghĩa của ông là tương đối cao, ông rõ nhau, nên những cái về lý luận, người bị biện lý của ông ấy, là có hơn những người dân khó một tí, nên cái mức độ là nó nhẹ hơn. Còn những người kia mà không có trình độ thì rõ ràng nó bị một cái nhiều cái nỗi ám ảnh rất lớn. Thì trong cái chung của một cái thời kỳ mà đen tối từ năm 4 đến 65 đối với những cái vùng của Quế Sơn này, hay là nói gần nhất là cái vùng của xã Quế Lan này, tức là nó xả ra nhiều hiện tượng. Có những đồng chí được cà là ở lại hoạt động thì chúng tìm mọi hình thức để tập rực, tìm mọi hình thức dụ dỗ không được, mua chuộc không được, đi đến tập rồi. Tôi nói ở đây là nếu là Vĩnh Trinh thì nó quá lớn rồi, nó lên tiếng rồi, hay là Hầm Heo trên Quế Thọ này là nó lớn quá rồi, nó thành một cái tần suất tập thể đối với những người cán bộ đảng viên lúc đó. Nhưng ở sau thôn xóm tôi nói như thế này, như thầy Tọ là một nhà trí thức, đi xuống dạ thế kia, những nơi quân trưởng xuống mời xuống để dạ. Trong lúc đó thì toàn sót ba đảng viên chúng ta trong một hầm lắp đến thủ tiêu luôn, thủ tiêu luôn đó, đến năm 1970 hay mãi ra 80 này gần ra mới tìm được hà cốt của ông. Tức là muốn tìm được hà cốt là nhờ hồi đó là Đồ xây dựng cái trường, nên như Đồ dạ là mới xác định là đó. Rồi nhiều cái trường hợp là nó thủ tiêu bằng cách hết thức dở mong như cấm lớn của sân khấu, tức là nó đồ hầm trong đó, nó bắt cán bộ đảng viên chúng ta vào đó thì dùng đó cầu dìm chúng đó để chết và lập đất. Như ở đây như anh Thông này, trôn cách đây là chưa đầy nó ra mấy cái giai đó này, trôn với bà cốt sao mưa giọt lên. Nhưng cô Kỳ gần đến ngày là hưởng là Tết, tức là 27 Tết rồi, thì bọn chúng vô nhà trực tiếp. Tôi nói là những cái đó mà nói rằng mà dịm là đối với dân tộc là được một cái là không có cho ngọ bon vào xâm lược, nhưng việc tranh giành giữa hai cái đoạn phái là hết sức khốc liệt. Tôi nói là nhà lô máy chém lê khắp miền Nam, cái đó có thực hay không? Thực nó lê thì một cái châu của các nhà văn nó một cách cho nó vang qua và nó trôi cả như vậy. Nhưng thực giáo dục những người ở bản địa đai tự thú tiêu lại những người bản địa, tức là tôi đại diện mà anh này là giúp quốc là tôi phơ đào thôi, là tôi bác lên không là tôi đưa cảnh sát túi vào nhỏ diệt đạo, chứ không để nên sử dụng những con người địa phương. Nhưng sang ngày giải phóng năm 65 thì tất cả các cái đối tượng đó là hầu như đi xuống như kia để tham gia cho chế độ cũ. Còn một số chúng ta bắt được như quốc dân đảng bí thư, hay là có cái lộ quốc dân đảng là bí thư trở lên là đưa đi cả tàu. Có người thì về, có người thì dò yếu quá không thể về được, tức là cũng phải chết trên núi như vậy. Xa ngày giải phóng 65 Bãi Lan trở lại đây thì cuộc sống đó như thế nào?
và cái quan điểm đối xử của cộng sản đối với những người của chế độ bên kia như thế nào. Thì tôi xin nói rằng nó chỉ rồi tôi cũng chẳng biết dùng cái từ gì mà nói cho nó phù hợp cả nha. Mà tôi nói là đảng ta hết sức cô thực, mà đảng ta là một hạt giống để gieo mầm cho thế hệ sau tiếp tục bảo vệ đất nước và giữ đất nước theo con đường chiến chính của trận này. Còn đối với anh em bọn tôi là những người sống đây vẫn bình thường, ăn chung, ngồi chung, đón dỗ, triện tàu với nhau hết sức là thoải mái, chứ không có việc. Bởi vì cái kia là tôi nói như là ban đầu tôi nói là đối tượng nào sống chế độ nào phục vụ chế độ đó. Nên bây giờ là cũng một dân tộc Việt Nam nên chúng ta đều có cái hòa đồng. Như bây giờ này có những anh như ở Bông Ha, Bông Bo, tôi nói rõ lắm, đám công bộ tao bắt đám ghê gớm mà bây giờ ngày đám dỗ mình cũng vẫn mời họ lòng xóm với nhà ăn uống với nhà, tức là tình lòng nghĩa xóm rất là mạng nồng của một dân tộc, không thể nào tách khỏi cái tình lòng nghĩa xóm đó của dân tộc Việt Nam cả. Nên quan điểm của tôi thấy cái bố cục chung á mà các chị đưa ra thì tôi thấy cái thằng đó là như vậy. Dạ. Em hỏi thêm một chút, tức là về phía mình thì như vậy, chủ trương của Đảng và Nhà nước thì là như bác nói rất là cao thượng, vâng, độ lượng và tha thứ. Còn phía các cụ thể là các bác du kích đây là vẫn sống gọi là đẫm ở trong suốt cả cuộc chiến, đầy những bi thương, nhưng mà cũng vẫn là chấp hành rất tốt cái chủ trương đường lối của Đảng và cũng cảm thấy tự giác và thoải mái với cái chủ trương đó. Nhưng còn phía bên họ thì sao ạ? Tôi xin tham gia ý kiến với chị này. Tôi nói thiệt là bởi vì tôi dùng cái từ là tôi không biết dùng chi nữa, nhưng đến bây giờ tôi nói là Đảng, Nhà nước chúng ta, và có khi mà bây giờ theo tôi nhìn nhận nha, những anh đó còn hơn những cái gia đình của chúng ta. Như ví dụ cuộc ta chân Nhà nước vẫn cấp một tấm 700 mấy, 504 đến 700 mấy, tức là những thương phế cũng thương phế binh của địch, những người già bây giờ cũng được phụ cấp già, như ví dụ là cũng được 504, tức là Nhà nước chúng ta đều có một cái quan điểm, tức là dân tộc Nam bên kia cũng như vậy, bên này cũng như vậy, tức là đều có em cái... xin phép ngắt lời bác chút. Người già ấy thì giữa người già mà phía bên này với người già phía bên kia ngày xưa thì đến bây giờ là có cái phân biệt không, Nhà nước cái chế độ trợ cấp cho người già có phân biệt không ạ? Không bao giờ phân biệt cả. Dạ. Tức là tôi là người già bên này, anh bên này người già bên kia. Dạ. Nhưng với mức độ Nhà nước cung cấp là 270.000 trên một tháng. Dạ. Tức là phân dưỡng cho anh thì cũng như nãy tôi cũng như anh. Dạ, dạ. anh bà bên này. Dạ. Và nếu như tôi bị tàn tật hay là anh bà bên này bị tàn tật thì được 504 trên một tháng, thì tôi vẫn giữ 270, chứ không bao giờ có những cái chuyện đối xử là bên này hay bên kia, không bao giờ đối xử cái đó. Bây giờ em mới biết là có cái hỗ trợ tàn tật cho hỗ trợ gọi xã hội tàn tật riêng, tàn tật cho thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Cụt tay, cụt chân, mất một mắt là đều có được Nhà nước coi. Đúng là phải đi thì mới biết. Chứ nó là tàn tật thôi, tàn tật phân lò 1, lò 2, lò 3. Cái lò cao nhất hiện nay ấy, là không phải 504 mà lên được 601. Rồi 601 và lò 420. Giờ rồi, thế bây giờ là mình ngắn gọn tí nữa thôi. Bây giờ nói cái chuyện này thì biết bao nhiêu cho nó hết. Mà thôi bây giờ tôi có một ý kiến mấy cái điều cuối cùng thế này. Theo gợi ý của trong đoàn ấy. Thì bây giờ thế này. Cái thứ nhất là tôi nói thêm về du kích. Bây giờ ba anh em tôi là du kích, riêng ông này là xa thời xa là ông đi bộ đội lên làm đại trưởng, chứ còn anh em tôi là du kích, ông đi có thời kỳ giữ tù binh cho ông mới kể giữ tù binh. Thì bây giờ nói du kích thì nó cách đánh thắng là mô hình hoàn toàn, tức là từ nghĩ ra, những người trẻ tuổi nhưng mà từ nghĩ ra. Bây giờ ta đang gà mình vướng mà hắn đi gỡ được thì bây giờ ta gà mình giật, ví dụ này. Rồi ta kể tiếng mình cái liều đoạn của Mỹ á, là xá dây vụt ra xá dây mới nổ, thì bây giờ ta cắt cái chậm rút chốt là nổ ngay lập tức. Tức là bây giờ là cái chiến thuật du kích là nó mô hình vào trận,
từ nghĩ ra để đánh, để đánh giặc vì cái làm cam thù mình thôi, chứ mình bây giờ mình nghĩ lại thì mình giết họ làm gì, nhưng mà họ bán giết mình nhiều quá mình phải đánh chứ còn ai ông gì giết nhau làm gì, phải không? Do cái đó chứ còn cũng không có ai có một cái gì. Đó là tôi nói về du kích thì bây giờ để bọn tôi là tự đánh, tự cung, tự cấp, tự đánh, tự thế thôi, chẳng hưởng lương gì của nhà nước, chẳng khen thưởng gì, chúng ta cứ như thế làm. Mấy ông lãnh đạo thời đó thì ông bố thôi mà phải làm cho nhiều người ta tàn dũng sĩ diệt Mỹ rồi quân quy chương các loại, nhưng mà thật cũng nói thế chứ bây giờ nó đâu có quân quy chương, tôi cũng có được là cái dũng sĩ mà chờ chiến tranh mất rồi. Tôi nói quá già đấy, ngon chứ không phải bữa đâu, nhiều người thừa nhận đấy. Đấy, nhưng mà thôi bây giờ cái chuyện đó thôi nó cũng xa xưa rồi, thôi không nói nữa. Bây giờ tôi nói cái điều thứ hai, hồi nãy tôi có nói đấy, bây giờ cái chế độ Sài Gòn, chế độ Ngụy á, cái đó là có lẽ là muôn thở rồi. Hồi đó người ta căm thù ghê gớm. Ở đây là các anh nói luật số 19 rồi, rõ rồi, đừng có nói tuyên truyền tầm bậy. Bán giết là bao nhiêu người, thủ tiêu bao nhiêu người, ân giết ai nó giết, ha, ân giết ai giết, ân bán ai bán. Không không có luật pháp mà luật số 19 đưa ra là anh nào cộng sản là bán thôi, bán giết. Đến cái thời Mỹ Ngụy sau này á, có cái bộ thẩm sát mà tôi thời anh Thông rồi anh cũng bà tôi biết, tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà tôi cũng viết được một số bài báo đó chị. Tôi viết cái bài là những hy sinh thầm lặng, tưởng nhớ và tri ân, là viết hai cái vụ thảm sát ở làng Trà Đình và một vụ thảm sát ở dưới Phú Thọ, làng Đông Nam Phú Thọ, dưới đó 18 trên đây 16, tức là bà già đã nghĩ không, nó bắn, bắn giết, nó đến là bắn giết. Và tôi đã viết trong, nếu như cứ trao vào trong bọn là vẫn có đấy, trong báo Quảng Nam, tưởng nhớ và tri ân và những hy sinh thầm lặng Mỹ đó, nó đến là tập hợp lại người hết bắn rác hết, độc ác như vậy mà. Dân làng họ có làm gì đâu, họ trụ bóng cách mạng nó bắn chết. Mà tôi cũng còn cái tâm niệm của tôi là làm sao để làm được chế độ cho những người đó, họ ở với cách mạng Mỹ lên, mà Mỹ lên rồi nói mấy anh hãy chạy đi, Mỹ phục chỗ kia các anh chạy đi, thì họ có trong cách mạng rồi. Thế mà bây giờ cũng không nói, bả tâm tử làm gì cách mạng, bả tâm tử nhưng mà nó vẫn thông báo tiên địch. Đó là tôi nói cái chuyện là nó toàn sát đẫm máu ở vùng này rồi. Vùng này có nghĩa là hắn gọi là đốt sạch, giết sạch. Đó, có còn gì đâu, trâu bò và không còn gì cả. Có nghĩa đốt sạch, giết sạch. Thì cái đó chế độ Ngụy Sài Gòn là như vậy. Thì mà bây giờ vẫn là chế độ Ngụy Sài Gòn. Đó. Còn bây giờ ấy, thì mình gọi thế nào thì cái chuyện đó là mình đưa cho nó hợp lý, chứ còn Ngụy quyền Sài Gòn vẫn là Ngụy quyền. Quyền toàn ác quá, độc ác quá, bắn giết dân làng mình như thế thì cũng không thể khác được. Nhưng mà vì bây giờ vì cái việc khác ấy, tôi gọi có thể như thế nào đó chứ còn Ngụy quyền Sài Gòn vẫn là Ngụy quyền Sài Gòn. Đấy. Bây giờ thì hòa bình rồi, hơn 40 năm rồi. Tôi cũng có một cái tâm huyết ấy. Thì những người bây giờ còn đây á, thì mình phải tưởng nhớ những người đã cống hiến cho đất nước này, an trá như cả đồng cải tác mai, an trá là nhớ cả đồng cải. Chứ bây giờ người ta cứ nghĩ sung an sung mặc sướng, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, không biết chắc trên trời xa xuống hay sao họ có được, mà họ chẳng nghĩ về ai cả. Nhất lớp trẻ bây giờ, bây giờ các chị đi làm cái chương trình này cũng là tưởng nhớ và tri ân, thì cái điều đó là rất là tốt. Tôi và một số anh em mà cũng nói qua cái chuyện mà đi tìm mộ liệt sĩ đấy, tôi nói câu chuyện có anh Bánh đi với tôi, bà này là Nguyễn Thị Xuân ở cái thôn đây này, bà đến bà gặp tôi, bà nói là bà cung cấp một cái thông tin đó. Là hồi đó năm 1968 á, nó giết đồng đội bộ đội
là bộ đội vũ lực mà lại là đặc công á, 409 á, đơn vị đặc công 409, tiểu đoàn đặc công 409 quánh vào Cẩm Dơi á. Thì vào trong đó không biết bao nhiêu người nhưng mà hy sinh hết, không còn một người. Thì hàng ngày là bỏ, hồi nó mới 16 tuổi thì bỏ cũng chơi với Mỹ, thì buôn bán nước ngọt đó. Sáng ra là bỏ vô gần đến đầu nó thì đuổi ra, vì cái đó là 12 lớp rào bộ đội vô quánh trong đó. Thì bỏ thấy là nó chiếc thứ nhất là nó đưa Mỹ ra nè, nó giật heo của mình cho heo khô mình nổ thành hai cái hố bom. Cái bắt đầu là nó đưa hai chiếc xe bên ra, nó đổ một xe thứ nhất là đổ quân trang, tức là súng đạn rồi thắt lưng áo quần dép đổ xuống, rồi bỏ đứng gần rồi. Xong đổ một xe sót xuống, sót bộ đội mình á, bộ đội mình là chỉ quân đội áo lót thôi, đổ xuống lắp lại. Thế và nó là tôi nói năm nay là mấy chục năm rồi nhưng mà chẳng ai nghe tôi nói, nó vợ này nó bậy. Hôm đó vợ gặp tôi, vợ nói tôi thấy anh cũng đến truyền hình rồi này kia, anh cũng tâm huyết chuyện này, thôi tôi đến tôi gặp anh nói chuyện cho anh Bính. Cho tôi bên Bính ra mới dẫn bà. Bà biết bây giờ là 4 mấy năm rồi, thôi bây giờ anh dẫn y cái đường mà tôi nói, cái chỗ mà tôi đi á. Chúng tới gì cây xăng phi cổ bên kia rồi ông con á. Dẫn đi trong vườn này, bà vẫn còn nhớ, nhớ đường đi á. Thì đến giờ nữa bà nói anh đến Khe Bà Lộc, dẫn đến Khe Bà Lộc, hỏi dân dân ở đó là Khe Bà Lộc cho nó vậy. Đến cái bà nói đúng ở chỗ này, đây anh nhìn qua cái chỗ kia đó, qua cái đám ruộng nữa, qua cái khe là nó lòng. Bắt đầu tôi á là hồi đó tôi đương chức, cái tôi mới có nghĩa ra lệnh, không ra lệnh gì mà tôi nói cơ quan quân sự huyện, thôi bây giờ đưa bộ đội xuống là trục trục mênh mông quá. Tôi kêu một cái ông thầy ngồi cõm ở Thân Bình, tôi kêu luôn, tôi trả tiền luôn, tôi trả tiền cho ông. Tôi thấy tội, bây giờ đâu để tìm ra được, có ông Bính đi đó, tôi trả cho ông 200 ngàn, tôi công ông đi lên xe thông cảm đấy, cái tôi cũng chẳng làm gì chuyện của tôi hết. Là ông lên, ông lòng cái cần để ra, ông rò đấy, chỉ vô chỗ này. Sau đó là thấy đồ thủ công được, tôi phải huy động xe múc, cơ giới, múc một ngày mà không được vậy đâu. Có nghĩa bà này bà chỉ đúng chỗ nhưng mà lệch, cái ông nếu ông chỉ nó hơi lệch, nhưng bây giờ vẫn không, chưa tìm ra. Cái nam đó bộ đội mình hy sinh có thật, nhưng mà bây giờ là trong cái khu vực nó sẽ có một cái ngôi mộ rất lớn. Ở đây tôi nói cái chuyện đó là tìm, đó là cái tìm. Bây giờ vẫn tôi vẫn cái trong đầu tôi là không biết là nếu như tôi bây giờ tôi bỏ tiền ra bao nhiêu để đi tìm cái cách tôi trục vớt là tôi vẫn sang rồi. Chứ còn cái mà tìm liệt sĩ là có nhiều cái trường hợp mà tôi viết thư từ hồi năm 80, hồi nữa tôi mới có 20 mấy tuổi thôi, 26 tuổi. Mà người ta mang từ Hà Nội vào ấy, cái thư của tôi, chữ ký của tôi còn nguyên si đấy. Tìm liệt sĩ chính xác đàm đàm 80 sau hòa bình rồi là tôi biết người hy sinh với tôi, đi với tôi và hy sinh. Và tôi nói liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng này là hy sinh đó và đưa về trong đâu. Và cái cô ta vào cổ cũng vừa sinh năm 80. Tôi hỏi tại sao đến lúc bây giờ mới vào tìm. Nó nhà con quá cực, không có gì cả, khổ nghèo lắm. Bây giờ con đại học đến là thạc sĩ ở trường chính trị, và bây giờ con mới có điều kiện vào đây để tìm bác con, tìm bác ấy. Và cái con này giỏi lắm, nó cũng rất thông minh ấy. Và đi hỏi mọi người để chính xác, và đến đó để tìm cái mộ. Mộ ngạc là hai cái tên Nguyễn Văn Bằng mà làm hai nghĩa đó, mà hồi nãy cái xã này là chi ha. Cho nên cứ thấy Nguyễn Văn Bằng cái anh này cũng đem về, anh này cũng đem về, mà thật ra là ở cái xã cũ. Nhớ vô quá không điểm trục chính xác. À, tôi nói trường hợp hay là hy sinh đồng chí bộ đội mình, hy sinh mà chết dưới hầm á. Tôi chỉ luôn lên cái hòn đá đó, nhờ dân đào đào lên trục ngồi chết. Hai là chỗ này đấy, có nghĩa là tôi tìm cũng hơi nhiều đó, cũng khá nhiều đó, nhưng mà nhiều người là có nghĩa chính xác đấy, nó tìm một chỗ. Nhưng mà chị bây giờ chỉ còn đá đá cái việc á là một số ông đặc công là hy sinh ở Cẩm Dơi đấy, không tìm được.
đó là nó phía ta như vậy. Còn phía bên kia đó, cũng mình cũng là người Việt Nam thôi, cũng nghĩ tội, thì không biết sao bây giờ họ không có thông tin là sao. Hồi cấm dơi lại sinh ra, họ chết ra rất nhiều. Có những trường hợp cái vườn dưới đây, cách đây tôi chừng 300 mét, khi đó mình quánh cấm dơi rồi là cái thương binh nó khiêng hết về bỏ trong vườn này, bộ đội mình vay hết rồi. Cái bắt đầu hồi nói là nó mất liên lạc rồi, bề mà nó dập chút, tôi nói chết chỗ này là cả mấy chục bom nó trục luôn, lắp luôn. Dân họ về bây giờ họ đồ rồi trong vườn tháo tùng, nó xương nó vẫn còn, xương sắc của lính người hồi xưa đấy vẫn còn đấy. Và còn nhiều trường hợp lắm, nhiều trường hợp mà tôi biết được, nhưng bây giờ có thể là cũng thấy đồng đội họ chẳng đi tìm mà. Chứ bây giờ tôi nghĩ cái chuyện này đi tìm là bình thường thôi, chứ người chết rồi, những người sống với người chết thì ai cũng như nói thôi, cũng tội cho họ, nếu như tìm được còn tốt. Như vậy là cả hai bên là còn